chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ không xuất hiện với vai trò là một người dẫn bản tin như thường lệ, mà trong video này các bạn sẽ được cung cấp một thông tin bất ngờ liên quan tới đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam có thể dùng để đấu với Thái Lan. Như các bạn đã biết, hôm qua chúng ta đã nhận một tin rất buồn từ Đình Trọng. Anh đã dính chấn thương ngay trước thềm King's Cup. Những giọt nước mắt của Đình Trọng đã rơi xuống, người hâm mộ cũng hoang mang phần nào. May sao, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra được phương án nhanh nhất để thay thế cho cầu thủ này. Với việc Đình Trọng chấn thương, liệu đội tuyển Việt Nam sẽ dùng ai để thay thế cho anh và tạo nên một đội hình mạnh nhất? Hãy đến với phân tích của chúng tôi sau đây. Thành phần tham dự King Cup 2019 của đội tuyển không có quá nhiều sự thay đổi so với AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019. Thời gian tập trung cùng nhau quá ngắn khiến huấn luyện viên Park Hang-seo không thể đưa ra những thử nghiệm mới. Thay vào đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đặt niềm tin vào những gương mặt đã thi đấu quen thuộc bên cạnh nhau. Các cầu thủ chỉ có khoảng 3 ngày hội quân trước khi chính thức đối đầu với Thái Lan. Như vậy, họ sẽ chỉ tập trung và đá ngay, chứ không có thời gian để làm quen với những gương mặt lạ lẫm hay chiến thuật mới của đội tuyển. Vị trí số 1 trong khung gỗ vẫn sẽ thuộc về Đặng Văn Lâm. Thủ môn 26 tuổi đang trải qua một mùa giải tệ hại nhất lịch sử cùng câu lạc bộ Muang Thong United. Tuy nhiên, phong độ của anh vẫn rất ổn định. Đặng Văn Lâm nhận được nhiều lời khen ngợi từ những chuyên gia Thái Lan. Mới đây nhất, trong trận thua của Muang Thong trước Buriram, thủ thành người Việt Nam cũng được chấm điểm số cao nhất bên phía đội khách. Trong khi đó, thủ thành Bùi Tiến Dũng không được gọi trở lại đội tuyển sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục vừa qua. Hai thủ môn còn lại, đó là Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Toàn, đều mang tới những bất ngờ. Nguyên Mạnh thì trở lại đội tuyển sau 3 năm vắng mặt từ AFF Cup 2016, trong khi Văn Toàn thì lần đầu tiên được triệu tập. Với tuyến tiền vệ, bộ đôi cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai là Nguyễn Tuấn Anh và Vũ Văn Thành đã được triệu tập trở lại trong đợt tập trung này. Năm ngoái, cả hai cầu thủ đều dính chấn thương nặng nên họ không thể tham dự một số giải đấu lớn cùng các đội tuyển như Olympic tham dự ASEAN 2018, đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019. Trên hàng công, Anh Đức đã bất ngờ quay trở lại. Cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Bình Dương đã nói lời giã từ đội tuyển sau AFF Cup 2018. Tuy nhiên, có vẻ như đội tuyển đang khủng hoảng vị trí tiền đạo cắm nên Anh Đức tiếp tục sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Hà Đức Trinh dù không có phong độ tốt, nhưng anh vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng. Đáng chú ý trong bản danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự King Cup 2019, chỉ có duy nhất Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt Kiều. Vậy vì đâu mà huấn luyện viên Park Hang-seo chưa tin tưởng các cầu thủ này? Những cầu thủ Việt Kiều không góp mặt trong bản danh sách này, ngoại trừ trường hợp duy nhất của Đặng Văn Lâm, thì có thể kể đến như Alexander Đặng, Philip Nguyễn, Jason Quang Vinh, Adriano Smith, Martin Law hay Mạc Hồng Quân. Việc nhiều cầu thủ Việt Kiều được nhắc đến liên tục, nhưng cuối cùng lại chỉ có duy nhất Đặng Văn Lâm được lên tuyển, có thể từ 3 nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất, King Cup là giải đấu rất quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Và huấn luyện viên Park Hang-seo muốn đội tuyển Việt Nam có thể giành kết quả tốt nhất tại King Cup để có thêm điểm và nằm chắc trong top 16 đội đứng đầu châu Á. Muốn đạt được mục tiêu trên, ông Park đòi hỏi phải có một đội hình mạnh nhất với những gương mặt và phương án an toàn nhất. Ông bắt buộc không được mạo hiểm với những phương án thử nghiệm mới, mà thay vào đó là sử dụng những cái tên quen thuộc, những chiến binh thiện chiến nhất đã gắn bó cùng với mình suốt từ vòng chung kết U23 châu Á, ASEAN 2018 rồi đến AFF Cup và gần nhất là Asian Cup 2019. Thứ hai, 3 trên 8 cái tên kể trên đều chưa thể có quốc tịch Việt Nam trong giai đoạn gần nhất, gồm Alexander Đặng, Philip Nguyễn và Jason Brandon Quang Vinh. Ngoài Jason Quang Vinh, hai cái tên còn lại thuộc diện quy hoạch lâu dài cho đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 hoặc thậm chí xa hơn, nên King Cup 2019 không phải là ưu tiên hàng đầu. Thứ ba, 3 trên 8 cái tên chưa đủ chất lượng để khoác áo đội tuyển Việt Nam là Adriano Smith, Mạc Hồng Quân và Martin Law. Adriano là trung vệ đang thi đấu nổi bật trong giai đoạn gần đây, nhưng chưa thể so với bộ tứ Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Hải, Duy Mạnh hay Đình Trọng. Tương tự khi so sánh Mạc Hồng Quân với những cái tên chất lượng ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam hiện tại. Còn với cầu thủ trẻ mới trở về Việt Nam như Martin Law, anh được tính như một phương án thử nghiệm của đội tuyển U23 Việt Nam, và đó là giải pháp hợp lý hơn cả. Với việc Đình Trọng chấn thương và không thể kịp dự King Cup, vậy huấn luyện viên Park sẽ dùng ai để tạo nên cặp trung vệ và từ đó kiến thiết nên đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam? Hãy cùng chúng tôi lựa chọn đội hình mạnh nhất.
mà Việt Nam có thể dùng để đấu với Thái Lan. Như thường lệ, ở vị trí thủ môn sẽ là Đặng Văn Lâm. Dù Muông Thông thi đấu bết bát ở mùa này, nhưng Văn Lâm vẫn giữ được phong độ xuất sắc. So với Nguyên Mạnh và Văn Toàn, Văn Lâm chắc chắn nhỉnh hơn về chuyên môn lẫn kinh nghiệm, nên anh gần như chắc chắn là lựa chọn nơi khung gỗ. Với sự trở lại kịp thời của Duy Mạnh, nhưng chấn thương bất ngờ của Đình Trọng khiến ông Park sẽ phải thay đổi trong cách vận hành hàng thủ ba người. Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng là những người đã thi đấu ăn ý với nhau từ Asian Cup và có lẽ ông Park sẽ giữ nguyên bộ khung này. Trong khi đó, ở hành lang cánh trái, Văn Hậu dường như có một suất đá chính nhờ thể hình và tư duy chiến thuật. Nền tảng thể lực cũng có thể giúp cầu thủ này lên công về thủ trong sơ đồ ba hậu vệ hiện tại. Phía bên kia là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Văn Thanh và Văn Kiên. Nhiều khả năng Văn Thanh sẽ được sử dụng khi hiểu cách làm việc của ông Park hơn và Văn Thanh cũng sở hữu nền tảng thể lực tốt hơn. Trong khi đó, ở giữa sân sẽ là những quân bài thực sự thú vị, không chỉ với ông Park mà còn cả với người hâm mộ Việt Nam. Tuấn Anh, cầu thủ yêu thích nhất bấy lâu nay đã trở lại sau nhiều năm vật lộn chấn thương. Với sức chiến đấu cùng khả năng thoát pressing cực tốt, Tuấn Anh là người phù hợp chơi bên cạnh Hùng Dũng đầy cơ động. Trong khi đó, bộ ba phía trên vẫn là những cái tên quen thuộc từ AFF Cup và Asian Cup. Với Quang Hải và Công Phượng, Văn Toàn dù đang có phong độ tốt nhưng anh phù hợp hơn với vai trò dự bị. Anh Đức bất ngờ trở lại đội tuyển và điều này càng cho thấy tầm quan trọng của tiền đạo BKMX Bình Dương. Và nhiều khả năng anh sẽ lĩnh sướng hàng công nhờ thể hình tốt và khả năng dứt điểm miễn chê. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 1 tháng 6. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Bangkok vào chiều cùng ngày, nghỉ lại tại đây trước khi di chuyển sang Buriram vào sáng ngày 2 tháng 6. Đội sẽ có khoảng 3 ngày tập luyện tại Buriram trước khi chơi trận ra quân King Cup 2019 với Thái Lan hôm ngày 5 tháng 6 trên sân Chang Arena.